không nổ. Không thì mình lấy đoạn này. Nổ không? Hai anh em nhổ. Thôi. Một, hai. Đi luôn. Cái này á, cái nào cũng thấy bác ra để nhận chụp ảnh. Thì một cây, 10 nghìn một cây đấy chứ. Đâu, cái nào này, cây bé thì 5.000. Bỏ ra kìa. To 10 nghìn đấy, 10 nghìn. Đây hai cái tôi. Cái này 5.000. Một cái 10 nghìn đấy. Bình nước mà mạnh. Hai cái đâu? Này hai cái băng cái đâu? Đây một cái nhưng mà một cái. Chín rồi ăn đi. Cây ca này mới nhổ được cây thấp đấy. Rồi nha. Trọng nhưng mà chỗ đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái ba chỗ mẹ cho cỏ và cho anh thằng nào khi đổ cho mẹ. Mua anh. Đi không ăn. Ui, cái xin nữa. Đủ lên. Ui. Không cho ba Ai, có con sâu này. Nó vẫn có cả. Anh ngủ hết trước nha. Anh sau. Của tao nữa. Ui, tận 3 cái. Đây. Hay gì nữa. Được anh đi. Ui, cái này quả to lắm luôn ạ. Ui ui, hai quả to chưa. Đi cẩn thận nhắm vào sâu nhá. Đấy, rác vào. Này ngô. Anh hái đi, em vào trong nhà ấy ạ. Lại làm gì rồi? Bóc cải nào. Nào, nhổ xem cây nào to nhổ. Đây, cái này của con. Cái này của con. Mua nhổ cái đây này. Đừng, đừng, đây này. Bé ra kia để tí nhé. Đấy, để đó. Nhổ được không? Hai anh em nhổ. Thâu. Nào. 1, 2. Đi luôn. Còn một cây. Này này này. Đã cây. Được 4 cây đủ chưa? Cây. Em. Anh thằng em. Này này này. Nặng quá. Cái nào cũng thế, bác ra để lại chặt đấy. Bỏ cái này không? Ui ui ui. Bỏ cái này không? Bỏ cái này không? Ủa thế? Mà chắc đi xuống gió này. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hết rồi à? Vâng. Bám vào này cây nhá. Đi vào đây mày gửi cho anh đi chợ nào. Đi chợ. Mẹ đi xong với về ăn cơm hả mẹ? Ừ. Anh lót đi vào đây chuẩn bị đi chợ nào. Đứng lên nè. Wow. 5.000 một cây, 10.000 một cây chưa? Đâu cái nào này? Wow. Nào tránh ra đây mẹ để ra. Nửa thổi đi, không thổi đâu. Buộc 2 giây vậy chứ. Con lằn một cái rồi. Được chưa? Nó đi chợ nhá. Con đi với anh nó còn đi. Con ở nhà anh rồi. Đi sát vào đi, đi sát vào đi. Con đi với anh không? Vâng. Tinh nhặt nhặt cỏ mẹ. Có để mua tạp tinh cho phương đổ cho ăn mất. Này cọc trong vô thiếu nhỉ? Đấy, còn này cọc hải viên đó. Đấy là viên, con viên này. Bỏ bao tiền? Đó. Cái to 10.000, bé 10.000. Lấy hai cái to đi. Ăn đi. Cháu bán cháu rồi cháu. Cái này là 10.000. Cái này 5.000. Chú thấy cái 10.000 nhé. Cái này 10.000. Cái này 5.000. Nha, hai cái này là bao đóng tiền. Chú thấy hai này nhá. Là bao nhiêu tiền bạn? Có 20.000. Đấy ra xong rồi phải kêu bác. Mẹ ơi, anh đâu? Anh đi mua Dạ, biết mua bánh, mua bột về làm bánh à? Vâng. Các bạn làm cho ăn nhá. Yeah. Đi con nấu bếp cho. Cho một nửa. Cho thêm tí nữa, cho thêm nữa. Nữa. Rồi. Con cứ tưởng không ủi chứ. Để để mẹ khuấy. Chú ít thôi chú. Nhá đi nhá. Nó dẻo. Tôi đúng rồi. Tay ngô bình luôn. Bánh. Con phải ấy ở chỗ này là. Này hai cái băng trái đâu? Đây một cái nhưng mà một cái bị. Trời. Khoai đấy chứ lắm. Đúng rồi bó vào. Đúng rồi. Cho đều. Cắt nào từ cắt đấy. Đấy bây giờ bo nào. Ôi. Nó cái chẳng. Dính lắm. Đi mình con mình sờ vào. Lại thử. Ui. Thơm thật đấy. Đây nó bớt giấy ngon nào. Ngon chữ. Con em ở đâu rồi? Vinh ơi, đi ăn bánh Vinh ơi. Chết vào con. Không biết chết đi đâu rồi. Mẹ có chết đi. Mẹ đi đâu vào ấy rồi. Bây giờ dám sang cái chỗ này nè. Chín rồi ăn đi. Ăn thua rồi. Không vọng hả? Thôi thế này. Ngon không? Ngon. Ăn cẩn thận nào. Mẹ ơi, khát nước. Nước muối ở mẹ. Cá luôn. Pino. Dọn nhá. Mẹ còn để cô dọn đâu. Nó uống nước. Uống nước. Uống nước. Nước hết rồi. Xong rồi. Không uống nữa. Tết đi được anh nhá. cho ta nhé. Mò vào đây, mò vào đây.